Huawei thất bại cay đắng tại chính quê nhà Trung Quốc vì lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngay trước khi P50 Series được ra mắt chính thức, dữ liệu thị trường mới nhất tại Trung Quốc cho thấy nhu cầu đối với smartphone Huawei đã sụt giảm rất mạnh. Huawei đã không còn nằm trong top 5 nhà sản xuất smartphone hàng đầu tại Trung Quốc. Theo báo cáo của IDC, số lượng smartphone xuất xưởng tại thị trường Trung Quốc đạt 78,1 triệu chiếc trong quý 2 năm 2021, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Huawei là nhà sản xuất sụt giảm mạnh nhất do chịu ảnh hưởng từ các đòn trừng phạt của Mỹ. Điều bất ngờ là thương hiệu con của Huawei, Honor, đã lần đầu tiên vượt mặt công ty mẹ lọt vào top 5. Lưu ý rằng Honor đã tách khỏi Huawei và hoạt động độc lập. Người giành được chiến thắng lớn nhất chính là Xiaomi với thị phần 17,2% và tăng trưởng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. IDC cho biết Xiaomi đã xuất xưởng 13,4 triệu chiếc smartphone tại thị trường Trung Quốc trong quý 2 năm 2021. Xiaomi đã tiếp tục đẩy mạnh các kênh bán lẻ và hấp thụ thị phần mà Huawei bỏ lại. Dẫn đầu thị trường Trung Quốc vẫn là Vivo và Oppo với lần lượt 18,6 triệu và 16,5 triệu smartphone xuất xưởng. Vivo tăng trưởng 23,6%, còn Oppo tăng trưởng 17,3% so với năm ngoái. Hiện tại Huawei đang có những động thái tại Mỹ để mong nước này sẽ gỡ bỏ lệnh cấm. Theo thông tin từ SCMP, Huawei đã tăng chi tiêu cho các nhà vận động hành lang ở Washington trong quý vừa qua, khi lệnh cấm của Mỹ khiến công ty bị loại khỏi các dự án hàng tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội có kế hoạch chi cho cơ sở hạ tầng viễn thông. Huawei đã chi 1,06 triệu đô trong quý 2 năm 2021, tăng từ chỉ 180.000 đô trong quý 1 năm nay. Huawei chưa đưa ra phản hồi về việc này. Huawei gần đây đã thuê 3 công ty vận động hành lang mới, theo báo cáo được đệ trình lên Quốc hội. Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn lệnh hành pháp năm 2019 từ người tiền nhiệm Donald Trump, cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông của những công ty bị coi là có nguy cơ gây ra rủi ro an ninh quốc gia, bao gồm cả Huawei. Năm ngoái, Quốc hội Mỹ cũng đã trích 1,8 tỷ đô để loại bỏ và thay thế bất kỳ thiết bị Huawei nào hiện đang được sử dụng. Ủy ban truyền thông liên bang đã phê duyệt chương trình vào đầu tháng này.